Why did you choose Damien High School? Mình chọn Damien là tại vì anh hai của mình á, là anh hai của mình ở trường này, xong rồi mình lâu lâu mình sẽ vô trường này mình chơi với anh hai sau trường, thì mình thấy anh hai gặp mấy thầy cô sau khi trường nói chuyện với nhau, thấy là thầy cô rất là tốt, với lại thầy cô giúp anh hai vô cái gì đó mà anh hai thấy khó. Xong rồi ở đó, mình lúc mà mình ở đây mình thấy là rất là nhiều là activity với lại program á. Người ta vô được như là robot hay là đi làm robot hay là football hay là thể thao, có rất là nhiều thể thao thì vô được. Xong rồi lớp ở đây cũng tốt, rất là nhiều lớp, có mấy lớp AP, có rất là nhiều lớp AP với lại honor giúp cho những học sinh mà vô đại học. What are some activities you are involved in at Damien? Mình chơi robot với lại mình đi đạp xe đạp leo núi. Thì robot nó rất là nhiều công, nó rất là nhiều thứ. Nên mình đi tới state xong rồi mình đi tới world luôn. Thì rất là competition rất là high. Thì bây giờ thì trường mình tuần này là đang làm state là tức rất là nhiều, khoảng 42 trường tới là rất là bự. Cho nên là mình vô robotic để mình thấy là cảm giác nó ra làm sao. Ok, nếu mà mấy bạn mà cứ lo mà tiếng Anh nó không tốt mà qua bên đây mà tiếng Anh không tốt á thì đừng có lo. Tại vì bên này thầy cô rất là tốt cho nên là họ là patient, họ giúp mình được. Với lại nếu mà mấy bạn mà làm được bạn thì người ta sẽ giúp bạn nói tiếng Anh, cho nên là họ người ở đây rất là tốt, với lại có thể là có người Việt ở đây nếu như là mình, cho nên là không có cần lo về cái level tiếng Anh của mình, cho nên là mình mong là mình thấy bạn lên trường này.